1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 và có cả The Hook và siêu nhân nhện. Các bạn ơi, The Hook và những chiếc xe nhỏ đồ chơi của chúng ta đã bị biến mất rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm và sửa chữa lại những chiếc xe nha các bạn. Ồ, các bạn ơi, ở đây nè, mình thấy cái gì đây? Bây giờ mình sẽ đào đây nè. Ồ, đây không phải là những chiếc xe nhỏ các bạn ơi. Không phải những chiếc xe nhỏ chúng ta đang tìm. Đây là chiếc xe chậu bê tông to. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây các bạn ơi. Ồ, ở đây có cái gì đây các bạn ơi? Ôi, ở đây. Nè, ở đây có một chiếc xe chở thú các bạn ơi. Nè, một chiếc xe chở thú. À, xe chở thú của chúng ta đang bị thiếu bánh xe. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại nha. À, ở đây rất nhiều bánh xe luôn các bạn ơi. Đây, một bánh xe nè. Đây, thêm một bánh xe nữa các bạn ơi. Rồi, đây, một bánh xe nữa. Rất là nhiều bánh xe luôn. Rồi mình sẽ lắp bánh xe đây. À, bánh xe này nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lại chiếc xe chở thú nha. Bây giờ mình sẽ lắp bánh xe cho chiếc xe chở thú nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lắp bánh xe vô nha. Rồi bên này nữa các bạn ơi. Bên này còn thiếu bánh xe nè. Lắp bánh xe vô các bạn. Rồi như vậy mình đã lắp xong bánh trước rồi nè các bạn ơi. Wow, bây giờ sẽ lắp bánh sau vô nha. Đây, bánh sau vô các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp thêm cái bánh bên này nữa các bạn ơi. Ôi, chiếc xe chở thú của chúng ta đẹp quá các bạn ơi. Rồi ok các bạn ơi. Nè, chiếc xe chở thú các bạn nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn nè các bạn. Xe chở thú mọi tịch khác có bánh xe nhìn rất là bự, rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để chiếc xe chở thú ở đây nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Ôi, ở đây có gì nè các bạn ơi. Ôi, ở đây có chiếc xe nè. Ôi, đúng rồi nè các bạn ơi, đây chiếc xe nhỏ chúng ta nè các bạn ơi. Nè, chiếc xe nhỏ chúng ta đang tìm nè. Rồi mình sẽ để đây nha. Ôi, chiếc xe này của mình đang kêu gì nè các bạn? Hả? Đang kêu. Xe này bị gì đang kêu các bạn ơi. Rồi mình để bên này nha. Rồi tiếp tục tìm các bạn ơi. Ôi, ở đây nè các bạn, nè. Ôi, ở đây. Ôi, ở đây có một chiếc xe nhỏ nè các bạn. Đúng rồi, chiếc xe nhỏ chúng ta đang cần tìm nè các bạn. Rồi mình sẽ để chiếc xe nhỏ đây nha. Ôi, nè các bạn ơi, còn nè. Ô, đây. Ô, đây phải xe chúng ta đang tìm không? Không phải các bạn ơi, xe này không phải xe chúng ta đang tìm nha. Xe này xe thang cứu hỏa các bạn ơi. Không phải. Rồi, ôi nè còn nè các bạn ơi. Ô, đây xe chở bê tông nè các bạn. Xe chở bê tông hình như là xe chúng ta đang tìm luôn nè các bạn. Đúng rồi. Rồi để đây nha. Còn không các bạn? Đào tìm coi còn không. Ôi, các bạn ơi, trên này có gì nè các bạn? Đây. Đây xe chở bê tông các bạn ơi. Mà xe chở bê tông đang thiếu bánh xe. Rồi, lấy cái bánh xe này nha các bạn. Lấy bánh xe này. Lấy bánh xe này. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại bánh xe cho chiếc xe chở bê tông nha các bạn. Rồi, gắn vô. Này gắn phía trước nè các bạn ơi. Rồi, một bánh nè các bạn. Wow, bánh xe này đẹp quá các bạn ơi. Những chiếc xe trộn bê tông, những chiếc xe chở thú có bánh xe rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, đẹp quá các bạn. Rồi, bên này nữa các bạn ơi. Rồi, bên này nữa. Rồi, đây thêm cái bánh nữa các bạn. Rồi, lắp vô nha. Rồi, mình đã lắp ráp sửa chữa lại những chiếc xe nha các bạn. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Wow, chiếc xe chúng ta có nhiều bánh xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để đây nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Ồ, trên này các bạn, trên này. Ồ, trên này. Ồ, đây. Nè, đó. Đây các bạn ơi. Ồ, đây là xe gì đây? Ồ, đây là xe cẩu xúc cát các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm bánh xe nha. Đây, mình sẽ lấy bánh xe này hả? Hay là lấy bánh xe nào các bạn? Ồ, để mình kiếm coi. À đây trên này các bạn ơi, mình sẽ lấy bánh xe này nha. Bánh xe này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vô nha các bạn. Lắp vô. Rồi, lắp vô nè các bạn ơi. Rồi, một bánh nè các bạn. Rồi bên này các bạn. Để mình phủ sạch cát các bạn. Đó, được một bánh này các bạn. Rồi, tìm tiếp nha các bạn. Còn không đây nè các bạn. Đây, một bánh nữa. Đây, một bánh nữa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vô nha các bạn. Lắp bánh này vô. Rồi, ok các bạn ơi. Rồi, bên này nữa nè các bạn. Rồi, mình sẽ lắp bánh bên này vô nữa nha. Rồi, như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe các bạn. Xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp không các bạn? Wow, rất là nhiều màu sắc luôn nha. Đẹp quá. Xe rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe đây nha. Rồi, mình đào tìm coi ở đây còn các bạn. Ồ, ở đây còn nữa các bạn ơi. Nè. Đó, đây cái xe gì đây? Ồ, đây là xe gì đây? Đúng rồi, xe này là xe chở hàng các bạn ơi. À, xe chở hàng. Ồ, bây giờ mình sẽ kiếm bánh xe nha. À, bánh xe. Bây giờ mình sẽ gắn bánh xe nào các bạn? Rồi, mình sẽ lấy bánh xe nào gắn nha. Bánh xe này. Bánh xe này. Rồi, bánh xe này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, bánh xe này nữa. Bánh xe này nữa các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn bánh xe vô nha. Gắn bánh xe vô. Rồi, một bánh nè các bạn. Rồi, tiếp tục bên này nữa nha. Rồi, như vậy là mình đã lắp xong bánh sau nè các bạn. Bây giờ còn bánh trước nha. Đó, bánh trước. Đây, bánh trước đây các bạn ơi. Đó, rất đẹp luôn. Wow, bánh xe chúng ta đẹp quá các bạn ơi. Rồi, xong các bạn ơi. Wow, xe chúng ta đẹp quá các bạn. Xe đẹp quá các bạn. Wow, rất đẹp luôn đúng không? Xe hay quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe chúng ta ở đây nha. Wow, tiếp tục đào tìm các bạn ơi. Ở đây. Ở đây cái gì nè các bạn ơi? Nè, ở đây cái gì nè? Ôi, các bạn ơi. Đây đúng rồi. Ôi, đây, đồ hút các bạn ơi. Đồ hút. Đồ hút nè. Đồ hút. Mình đã tìm thấy đồ hút rồi nè các bạn ơi. Đồ hút rất đẹp luôn. Wow, đồ hút của chúng ta. Wow, y đồ hút bị ngã các bạn ơi. Dừng đứng lại. Dừng đứng đồ hút lại nha. Đồ hút đẹp các bạn ơi. Rồi, để mình xem coi. Phía sau đồ hút có cái chỗ này gỡ ra nè các bạn.
Ồ, gỡ ra để gắn pin, nhưng mà không có chỗ lắp pin các bạn ơi. Đồ hút này là chỉ giả bộ để cho gắn pin thôi chứ không có gắn pin nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Oh, đồ hút rất đẹp luôn nè. Các bạn thấy đồ hút đẹp không? Đó, nó đẹp luôn. Rồi, để đồ hút đứng đây nha. Để đồ hút đứng đây đi. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đào tìm coi còn không các bạn. Ở đây không biết còn không ha. Ở đây các bạn ơi. Ở đây gì đây? Siêu nhân các bạn ơi. Siêu nhân nhện. Wow, một siêu nhân nhện. Siêu nhân nhện cũng rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, để siêu nhân nhện đây nha. Nó đẹp luôn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Các bạn ơi, nè nè nè, mình thấy gì nè các bạn. Có một chiếc xe các bạn ơi. Xe xúc lật. Xe xúc lật rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Xe xúc lật rất đẹp luôn nha. Rồi, để xe xúc lật đây nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Nào coi còn không. Đây hết rồi các bạn ơi. Đây hết rồi, mình đi qua chỗ khác nha. Đi qua đây. Bên này các bạn ơi. Bên này mình thấy nè. Có một chiếc xe. Xe này xe chở bê tông. Nhưng mà xe chở bê tông bị xúc rớt ra các bạn ơi. Nè, bị xúc rớt ra. Bây giờ mình sẽ sửa lại xe chở bê tông nha. Rồi, xong các bạn ơi. Như vậy là mình đã sửa xong xe chở bê tông các bạn. Rồi, để xe chở bê tông đây nha. Rồi, tiếp tục. Đào tiếp các bạn ơi. Đây đây các bạn. Wow, có nè. Wow, đây một xe cả múc cát các bạn ơi. Wow, xe cả múc cát đẹp quá. Xe cả múc cát nha. Wow, bây giờ múc cát các bạn. Múc cát nha. Xe cả múc cát. Wow, đẹp quá. Wow, đẹp quá nha. Rồi, để xe cả múc cát ở đây nha. Đó, xe cả múc cát ở đây nha. Rồi, tiếp tục các bạn. Đây, còn các bạn. Wow, đây xe chở bê tông các bạn ơi. Wow, xe chở bê tông nha. Rồi, để xe chở bê tông đây luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Đây còn chiếc xe các bạn ơi. Wow, đây xe gì đây? Xe này chúng ta đang tìm nè các bạn. Xe này chúng ta đang tìm nha. Xe cộng cát đang tìm. Rồi, để xe cộng cát đây. Wow, xe cộng cát. Đó, xe cộng cát chúng ta đang tìm nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Hết rồi. Đây hết rồi các bạn ơi. Đây các bạn. Cái gì đây? Cái này cái gì đây? Đây. Wow, đây là một chiếc xe cộng cát các bạn ơi. Xe cộng cát, xe cộng cát nữa. Vậy bây giờ mình sẽ lắp bánh xe nha. Bánh xe không? Rồi, một bánh nè các bạn. Rồi, lấy thêm bánh này nữa. Rồi, lấy thêm bánh này nữa các bạn ơi. Lấy thêm bánh này nữa. Bây giờ mình sẽ lắp bánh xe vô nha. Lắp bánh xe vô. Rồi, lắp đây các bạn. Một bánh. Rồi, bên này nữa các bạn ơi. Xe rất là đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, lắp bánh xe bên này nữa. Rồi, bên này nữa các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Wow, xe đẹp quá các bạn ơi. Xe bánh của chúng ta nhìn rất là đẹp luôn. Đẹp không các bạn? Wow. Xe đẹp quá các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ để xe này ở đây. Xe này đậu đây nha. Rồi, mình tiếp tục đào tìm các bạn ơi. Không biết còn không. Đây các bạn. Đây. Mình thấy gì đây nè. Đây. Đây có phải là xe mình đang tìm không ta? Đây là xe nâng hàng, không phải xe mình đang tìm các bạn ơi. Để đây nha. Mình tiếp tục tìm nào. Đây nè các bạn. Đây. Đây là xe chở rác nè các bạn. Đúng rồi, đây là xe chở rác nè. Xe chúng ta đang tìm nha. Xe chở rác đây nè các bạn. Xe chở rác chúng ta đây nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đây. Đây có một chiếc xe nữa các bạn ơi. Đây là xe ben chở cát nè các bạn. Xe ben chở cát như xe chúng ta đang tìm luôn các bạn. Đây xe chúng ta đang tìm nha. Wow, đẹp quá. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Còn hết rồi các bạn ơi. Bên qua này. Các bạn ơi, nè. Đây có một chiếc xe cần chúng ta sửa chữa nè các bạn. Đây chiếc xe ben các bạn ơi, xe ben. Bây giờ chúng ta lấy bánh xe nha. Đây một bánh nè các bạn. Hai bánh. Tiếp tục. Ba bánh. Tiếp tục nha. Còn bánh nào nữa không? Đây nữa các bạn. Bốn bánh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp bánh xe vô nha. Lắp vô. Rất là nhiều bánh xe rất đẹp luôn các bạn. Rồi, qua bên này nữa các bạn. Rồi, xong các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp bánh vô nha. Đẹp không các bạn? Wow. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Rồi, bên này. Lắp bên này các bạn. Đây, lắp bên này. Ê, cứng quá các bạn ơi. Chờ mình tí nha. Rất là cứng. Chờ mình tí. Đó, rồi, được rồi. Rồi, bên này nữa các bạn. Bên này nữa. Bên này nữa nha. Rồi, xong các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp ráp xong được chiếc xe ben các bạn. Wow, xe ben bánh xe đẹp quá các bạn ơi. Rất đẹp luôn các bạn. Đẹp không các bạn? Đẹp quá ha. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe ben đâu các bạn? Xe ben mình sẽ để bên nào? Bên này nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Trên này các bạn ơi. Trên này còn một chiếc xe rác nè các bạn. Xe rác nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp bánh xe. Một bánh, hai bánh, rồi ba bánh, bốn bánh. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp bánh xe cho xe rác nha các bạn. Rồi, bánh xe vô. Này các bạn ơi. Rồi. Rồi, một bánh nè các bạn. Rồi, tiếp tục bánh này các bạn ơi. Rồi, ok các bạn. Rồi, ở trong này nữa nè. Trong này nữa nha. Rồi, bên này nữa các bạn. Rồi, xong các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp ráp cho bánh xe cho chiếc xe rác rất đẹp luôn các bạn. Bánh xe cho chiếc xe rác nhìn rất đẹp luôn các bạn thấy không? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đẹp chưa? Rất đẹp luôn, nhìn rất là ngầu luôn nha. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Cuối cùng còn chiếc xe này nè các bạn. Đây là xe cần cẩu các bạn ơi. Xe cần cẩu. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe cần cẩu luôn nha. Bây giờ mình sẽ gắn cabin vô. Rồi, gắn cabin vô các bạn ơi. Đây, gắn vô. Gắn vô đây nè các bạn. Rồi, gắn này vô các bạn. Được rồi, mình đã gắn cabin vô các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ gắn cái cổng cát nha các bạn. Đây, cổng cát. Rồi, mình đã gắn cổng cát vô xong các bạn ơi. Cổng cát đã gắn vô xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh xe, một bánh, hai bánh, ba bánh, bốn bánh. Đó, lấy bốn bánh xe nha các bạn. Bây giờ lấy bốn bánh xe lắp vô cho chiếc xe cổng cát này nha. Bây giờ lắp bánh sau nè. Lắp bánh sau trước nha các bạn. Rồi, lắp vô nha các bạn. Ôi, cứng quá các bạn ơi. Rồi, được rồi, mình đã lắp xong một bên rồi nè các bạn. Bây giờ mình lắp bên tiếp theo nha. Từ từ chờ mình tí các bạn ơi. Rồi, bây giờ sẽ lắp bên này nha các bạn. Xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow. Rồi, bây giờ sẽ lắp bánh trước đi nha các bạn. Một bên nè các bạn ơi.
Rồi, lắp cái bánh bên này vô nữa các bạn. Lắp thêm cái bánh bên này vô nữa nha. Xong rồi các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp xong bánh xe cho chiếc xe cổng bút cát rồi các bạn. Wow, xe cổng bút cát nhìn đẹp quá các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã sửa chữa xong tất cả những chiếc xe các bạn. Tất cả chiếc xe của chúng ta đã sửa chữa xong rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta tìm và sửa chữa được rất nhiều chiếc xe luôn các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 và có cả The Hook và siêu nhân nhện. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà học bài ăn cơm và làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo.